chào các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục có một làm tiếp một cái video nữa để hướng dẫn cho các bạn về cái cách kiểm tra một cái bộ máy vi tính xem là nó hư hỏng ở đâu. Thì ngày hôm trước tôi đã làm cái video và hướng dẫn các bạn kiểm tra cái máy tính của mình ở cái tình trạng là gì, là không lên được màn hình boot, và tôi đã phân tích cho các bạn hiểu được là gì ạ, là khi cái máy tính của chúng ta khởi động lên thì gồm có những cái thành phần gì tham gia vào tiến trình boot, có nghĩa là quá trình khởi động của máy, đúng không? Còn nếu như mà trong quá trình chúng ta kiểm tra máy, chúng ta đi sửa máy mà chúng ta kiểm tra mà chúng ta thấy cái máy chạy nhưng mà nó không lên được màn hình như vậy đó, không lên được cái màn hình boot hay là của tôi gọi là tiến trình boot đó, thì nó ở trong để tham gia được cái tiến trình đó thì nó gồm có rất là nhiều thành phần. Như hôm trước tôi đã phân tích cho các bạn rồi, nó gồm có là gì, tức là nguồn, CPU, mainboard và RAM, nghĩa là phải có bốn cái thành phần này nó phải chạy được, đúng không ạ? Bốn thành phần này nếu như mà nó chạy ok, nó hoàn toàn là thiết bị tốt thì nó mới giúp cho tiến trình boot của chúng ta out được lên màn hình máy tính, đúng không? Thế đó là đối với về phần lý thuyết thì chúng ta hiểu như vậy, nhưng trên thực tế đa phần các bạn khi đi kiểm tra sửa máy thì các bạn khởi động máy lên ha, đa phần chúng ta làm như thế này, tôi mở lên cho các bạn thấy này. Đa phần chúng ta mở nguồn, chúng ta thấy nguồn của màn hình có này. Chúng ta mở máy lên, chúng ta thấy fan của CPU quay này. Thì chúng ta không thấy tiến trình boot này, không thấy quá trình boot thành công, đó là không xuất hiện bất kỳ một cái tín hiệu nào trên màn hình. Thì đa phần theo phản xạ của người kỹ thuật sửa máy tính bình thường, đó là chúng ta làm một thao tác, đó là rút nguồn. Chúng ta rút nguồn, chúng ta tách cái thiết bị ổ cứng ra, rồi bắt đầu chúng ta đi làm, đó là gì, làm vệ sinh. Chúng ta làm vệ sinh RAM, đúng không ạ? Đó, đa phần các bạn tiến hành là thử gỡ cái RAM này ra. Các bạn gỡ ở hai cái nẫy, hai bên cái RAM này nó có hai cái nẫy này. Hai cái nẫy này đó, chúng ta nhấn xuống, rồi bắt đầu thì chúng ta đi vệ sinh RAM. Vệ sinh RAM, về vệ sinh RAM này thì đa phần các bạn dùng một cái cục gôm, đúng không ạ? Chúng ta dùng cục gôm hay còn gọi là cục tẩy của học sinh á. Thì đa phần các bạn dùng là một cái cục gôm, đúng không ạ? Đây tôi đẩy cái máy này xích lên xíu nhé các bạn. Đây các bạn để như thế này. Đa phần các bạn dùng cục gôm và các bạn để như thế này, và chúng ta tiến hành là gì, chúng ta chà ha, chúng ta chà, để trên mặt phẳng các bạn chà, đánh sạch. Các bạn đánh nó thật sạch. Các bạn cứ chà đánh nó sạch cái chân của cái cây RAM này đấy, đến khi nào chúng ta nhìn nó bóng sáng lên thì là được rồi. Chúng ta đầu tiên công việc của các bạn là làm như thế này, đúng không ạ? Đây là phản xạ, chúng ta làm công việc là trước, nó rất đơn giản thôi đó. Chúng ta vệ sinh thật sạch, và trong quá trình chúng ta nếu thấy máy tính của chúng ta có hai khe RAM và gắn hai cây thì các bạn lưu ý trường hợp xảy ra lỗi, nếu như một trong hai cây này bị hư, một trong hai cây này bị hư thì cũng dẫn đến hiện tượng là gì, là máy chạy, chứ không phải nhất thiết là phải là cả hai cây nhé. Nếu như mà chúng ta gắn vào một máy mà chúng ta mà gì chỉ có một trong một cây hư thôi, và ví dụ như hai cây RAM như này mà một cây hư thì cũng làm cho máy không boot được. Cho nên khi chúng ta vệ sinh thì chúng ta làm như sau, chúng ta chỉ gắn một cây lại thôi, hay gắn từng cây một, và chúng ta gắn thử trên các khe. Các bạn vệ sinh rồi các bạn gắn thử. Đó, chúng ta gắn vào và chúng ta mở máy lên, chúng ta quan sát nghe có tiếng bíp không, và chúng ta coi trên màn hình có ao trên màn hình hay không, đúng không? Vẫn không có gì thì chúng ta bắt đầu đổi khe. Chúng ta đổi khe ra. Đổi khe RAM rồi chúng ta cũng không thấy gì, đúng không? Chúng ta đổi luôn cây RAM khác. Chúng ta lấy cây RAM thứ hai chúng ta gắn thử. Khi các bạn gắn cây RAM thứ hai, chúng ta cũng thấy là gì, không ổn, đúng không?
thấy cái máy của chúng ta cũng không ổn, không lên gì cả. Bây giờ đến lượt là gì, các bạn thậm chí là các bạn đi lấy một cái thanh RAM tốt luôn, có nghĩa là một thanh RAM mà chúng ta đang chạy được trên một cái máy khác, để chúng ta test. Chúng ta lấy một thanh RAM khác, ví dụ như thanh RAM kích mát này đây, chúng ta lấy thanh RAM kích mát, chúng ta gắn vào chúng ta test thử. Thanh RAM tốt đang chạy trên cái máy khác, chúng ta test thử. Chúng ta test thử. Đó, các bạn test thử thì test hoài luôn, cũng thấy thì mở máy lên cũng không thấy lên. Và đến đây thì hầu như là gì, các bạn kỹ thuật chúng ta làm là gần như cả tưởng là chúng ta hết võ rồi. Hết võ rồi. Khi mà chúng ta xuống khách hàng là chúng ta thấy là gì, gần như hết võ rồi, đuối rồi, đúng không ạ? Không biết cách nào. Thế thì chúng ta hôm trước tôi nói rồi, chúng ta còn một cái công cụ nữa. Cái công cụ đó là cạc tên men, đúng không ạ? Chúng ta có công cụ cạc tên men. Chúng ta có một công cụ nữa, đó là cạc tên men, đúng không ạ? Thì chúng ta ở đây chúng ta gắn vào để chúng ta kiểm tra xem là tín hiệu của chúng ta như nào, đúng không? Thì nó cũng cho chúng ta những cái kết quả và những cái phán đoán nhanh hơn, đúng không? Nhanh hơn. Thì cái bài mà cạc tét men thì tôi có làm cái video rất là cụ thể và chi tiết về cái cạc tét men này rồi, sử dụng làm sao và cách hướng dẫn như nào, được chưa? Thì chúng ta có thể phán đoán nhanh được. Thế thì khi mà tôi sử dụng cạc tét men này, tôi cắm vào thì tôi quan sát ở trong, tại vì chỗ này góc là khuất thì các bạn không thấy được. Thì tôi thấy là gì ạ? Cái máy này nó có một cái hiện tượng là khởi động lên, thì có hiện tượng là nó sập đèn reset, có là cái đèn reset của cái cạc tét men nó sập xuống, đúng không ạ? Đèn reset đây, cái đèn này này các bạn, nó có cái đèn nhỏ này, được chưa? Đối với cạc này, các bạn dùng cạc này cũng được. Chúng ta quan sát có cái đèn là RESET đấy, gọi là reset đó. Đó thì chúng ta coi đèn này, chúng ta thấy là gì, nó sáng lên và nó tắt, nó sập, sáng lên và sập, nhưng mà gì, không có nhảy cốt ở trên, không có nhảy cốt ở trên cái đồng hồ này. Thì chúng ta có thể phán đoán cái này bệnh này có thể do nguồn hư, có thể do nguồn hư hoặc có thể là gì, men bo hư, đúng không ạ? Trường hợp có thể là gì, có thể nữa là do là CPU lỏng socket, hoặc CPU hư không phù hợp. Đó là gì, là cái trường hợp như vậy. Như vậy thì chúng ta bây giờ khó, đúng không ạ? Khó mà kiểm tra được. Thì bây giờ để biết là nguồn hư hay không hư thì cái cách ở đây dễ nhất là gì, chúng ta dùng một cái nguồn khác để chúng ta test thử. Dùng cái nguồn khác để test thử, đúng không ạ? Chúng ta dùng một cái nguồn khác chúng ta test thử. Tôi lấy một cái nguồn khác đặt lên, đúng không? Tôi chưa cần phải tháo cái men này ra đâu. Tôi lấy nguồn khác tôi thử. Tôi lấy nguồn khác tôi thử nhé. Các bạn phải đảm bảo cái nguồn này của chúng ta là gì, là còn chạy ok nhé. Nguồn phải tốt. Khi test chúng ta phải dùng nguồn tốt để test, không dùng nguồn đã lỗi để test nhé. Khi tôi dùng một cái nguồn khác để test thì tôi kích lên máy cũng chạy fan bình thường, nhưng quan sát kỹ ở trên màn hình thì chúng ta cũng vẫn không thấy là gì, không thấy là máy out ra màn hình được. Máy vẫn đứng yên, không có tín hiệu, bất kỳ cái tín hiệu gì ra. Đó, như vậy ở đây chúng ta làm đến đây rồi, đa phần là các bạn làm đây là chúng ta là gần như cũng là rối rồi, không biết đường nào lần nữa, đúng không ạ? Không biết đường nào lần nữa. Nhưng mà công việc của một người sửa chữa máy tính thì chúng ta không thể dừng lại ở đây được, không thể dừng ở đây được. Nếu các bạn dừng ở đây thì
thì thua rồi, không có cách nào khác được đâu. À, bởi vì chúng ta không thể nào báo cho khách hàng là cái máy này của anh hư rồi. À, nhưng mà ra hỏi hư cái gì chúng ta không biết. Và chúng ta là người kỹ thuật, chúng ta phải test làm sao để tìm ra được là hư chính xác do cái gì. Do men, do ram, do CPU hay là do nguồn. Không thể nào mà nói đây là cái máy hư không lên được. À, đấy là công việc của một người máy sửa chữa máy tính. Chúng ta test, chúng ta phải làm đến công việc đó thì mới xong, mới hoàn thành công việc của một người test được. Đúng không? Thế thì đây không phải nguồn, tôi bỏ nguồn này ra. À, tôi bỏ nguồn này ra. Bây giờ tôi tiến hành là gì ạ? Tôi tháo cái men này ra. Đến trường hợp này thì bây giờ tôi tiến hành buộc phải tháo cái men ra đã. À, ở đây thì nếu như mà các bạn có cái men khác đúng không? Có men bo khác, các bạn lấy men bo khác các bạn test vào. Thì để chúng ta men bo phải nhớ là men bo chạy nha. Nhưng mà trên thực tế đâu phải ai có men sẵn đâu, đúng không? À, tôi tiến hành tôi tháo cái men này ra. Chưa? À, tôi tháo ra. À, góc này nó vướng một cái con dấm của cái lẫy này ấy. À, lấy cái men này ra, lấy hẳn nó ra ngoài đi. À, cái cụm men ram CPU ra ngoài, cứ bỏ nguồn, bỏ thùng nó xuống. À, bỏ thùng nó xuống. À, chúng ta đây có một cái miếng nót ở dưới ha. Có miếng nót dưới để tránh chằng chày nước men của mình. Rồi, bây giờ tôi tiến hành là gì? Tôi lấy cái nguồn này tôi test thử ha. Tôi lấy nguồn tôi test thử đây. Test thử lại. À, tôi gắn cả test vào. Chưa? À, tôi gắn cả test vào. À, rồi bây giờ tôi tiến hành là gì? Tôi kích nguồn. Tôi tiến hành tôi kích nguồn. Thực ra là gì, cái cà tét này tôi quan sát cà tét là tôi có thể biết được là máy lên hay không lên nha các bạn. À, chạy không chạy rồi chứ không cần phải là ao màn hình đâu. À, thế tôi lấy cà tét này tôi gắn lên, bây giờ tôi kích nguồn lên thử để tôi quan sát xem là máy của tôi như thế nào. À, đó thì cái này ở đây tôi thấy là sập đèn reset và tín hiệu của có đèn reset sập, nhưng mà thì cà tét của chúng ta thì không hề nhảy cốt, nó báo cốt 00, đúng chưa? À, báo cốt 00 đó. Thế thì trường hợp này có nhiều nguyên nhân lắm các bạn. À, chúng ta mới chỉ khẳng định được là gì, là có thể là do nguồn này hư rồi này ha, có thể khẳng định là gì, do mất nguồn của trên men này, một cái nguồn cấp cho ram hay là nguồn cấp gì đó thôi.
Nhưng chúng ta có thể loại suy được là gì? Là cái phần RAM. Tôi có thể loại suy được là RAM chưa chắc đã liên quan đến tiến trình này rồi. Có thể do cái mainboard hoặc là gì do cái này rồi. Bởi vì khi tôi có cạc test này, bởi vì quá trình nếu như mà nhảy code hay không chưa cần đến RAM đâu, nó phải nhảy code rồi nó mới có là chúng ta mới biết RAM hay không. Đây. Thì tôi vẫn sử dụng đến đây rồi thì tôi bảo là này khó thì tôi sẽ sử dụng nốt một cái phương pháp nữa là phương pháp loại suy ha. Tôi chưa nói gì về vấn đề về điện tử. Tôi chỉ nói vấn đề về thủ công đối với các bạn thôi. Tí tôi sẽ nói vấn đề về điện tử đo tôi cũng sẽ biết được cái men này hư hay không hư liền à. Tôi sẽ làm một cái nhiệm vụ là gì giống như những bạn thường hay làm, đó là chúng ta dùng một cái men bo khác để chúng ta test đúng không? Vệ sinh socket rồi là làm men bo khác test thì cái này tôi vệ sinh rồi nhưng mà gì không được, cái men này vệ sinh rồi nhưng không được ha. Thì bây giờ tôi thử tiến hành, tôi lấy một cái men khác tôi test. Khi tôi lấy men khác tôi test thì tôi sẽ biết được là CPU và RAM có chạy hay không, cái nguồn chạy hay không. Có nghĩa là gì? Nếu tôi lấy men khác mà test mà chạy ok thì chứng tỏ là gì? CPU chạy này, RAM chạy này. Vậy chỉ còn nguồn với lại gì? Nguồn với men thôi. Tôi lấy nguồn với men, lấy nguồn nó tôi gắn vào cái bộ chạy đó thì tôi sẽ biết là do men hư hay do gì hư đúng không ạ? Còn trường hợp mà nó RAM hư thì dễ, các bạn cứ lấy RAM khác các bạn test vào thôi. Đây, tôi có một cái men khác như này đây. Bây giờ tôi lấy men này tôi test thử nhé. Gỡ CPU vừa ra. Này, gỡ CPU vừa ra. Đó. Để qua bên. Các bạn lưu ý là chúng ta lắp CPU khéo nha. Và chúng ta phải để tránh trường hợp là bị cong chân socket của CPU á. Các bạn lưu ý khi chúng ta sử dụng phương pháp là test bằng cái thiết bị tốt khác, ví dụ lấy một cái men khác test, các bạn phải lưu ý là chúng ta có men tương đương nha. Các bạn phải dùng là dùng men tương đương, không được phép dùng là gì cái men khác nha. Chúng ta phải hiểu được thông số của men là gì. Cái men này, thông số kỹ thuật của men này có hỗ trợ con CPU này không. Còn nếu các bạn lấy men mà không hỗ trợ CPU này thì lại xảy ra cái tình trạng cũ liền. Cho nên khi chúng ta test chúng ta cũng phải để ý là gì, thiết bị đưa vào test có phù hợp với cái thiết bị đang chạy hay không. Đó lại là một vấn đề nữa. Đây, bây giờ tôi kích nguồn lên thử này. Ở đây thì tôi test nhanh thì tôi không cần lắp fan CPU nhé các bạn. Còn nếu các bạn làm không quen thì các bạn tốt nhất lắp fan vào, tránh trường hợp làm hư. Đây các bạn thấy đây. Khi tôi kích nguồn lên không cần RAM đúng không, thì cái cà test của chúng ta nó nhảy cốt. Đúng không ạ, cà test nó nhảy cốt. Đúng không ạ. Như vậy nãy tôi nói là gì, không cần RAM thì máy vẫn có thể chạy để biết được cốt hay không cốt đúng không. Khi mà cà test mà sập đèn reset mà không mất code thì chưa cần đến RAM đâu các bạn. Chúng ta đừng quan tâm đến RAM. Còn khi mà gì cà test sập code, sập reset và gì và nhảy code, chúng ta hãy quan tâm đến RAM. Được chưa? Đây tôi lấy cái RAM cũ của cái máy cũ đi ạ. Lấy cái RAM của cái máy đi. Đây RAM đi ra máy đây, nãy đây ha. Tôi gắn vào tôi test thử cho luôn. Nha các bạn để ý nha, tôi kích nguồn này. Các bạn sẽ thấy đây là có đèn báo này và nó sẽ có một cái đèn là đèn reset này. Các bạn sẽ thấy nó kịp nhá lên rồi nó tắt này. Đó, thấy không? Nó nhá rất là nhanh. Đó, bốt code đúng không? Đèn chúng ta bốt code đúng không? Đó, nhảy code thấy không? Đó. Nhảy code. Và khi mà máy cạc test bớt code lên được thì chúng ta đã thấy là gì? Màn hình của chúng ta out ra đúng không? Lập tức là có out tín hiệu màn hình đây, reset lại cái này. Các bạn thấy này, đấy bớt code đúng không? Và chúng ta quan sát trên màn hình là chúng ta thấy là gì? Có tín hiệu out màn hình, thấy chưa? Như vậy tôi làm đến đây là tôi có thể kết luận được là gì? Là do men, do cái men nó hư rồi. Nhưng vấn đề là gì? Nếu trường hợp chúng ta có cái men khác tương tự, chúng ta test quá nhanh rồi đúng không? Quá nhanh rồi. Trường hợp chúng ta không có men khác test thì làm sao đây?
đúng không? Không có men khác test làm sao đây? Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng công cụ, các công cụ để chúng ta test thử. À, đây tôi ví dụ đây. Khi mà tôi kiểm đến đây, các bạn có thể kết luận là men hư thì chúng ta có thể chuyển cho bộ phận điện tử để kiểm tra rồi. À, các bạn nhé. À, đây tôi sẽ thử cho các bạn thấy đây ạ. Tôi vẫn có những công cụ để tôi test và tôi có thể biết được là gì, do cái men hư hay là do cái thiết bị khác ngay lập tức. Đây tôi gắn 20 pin cũng được nha các bạn nhé. Khi máy của chúng ta mà không chúng ta gắn vào mà chúng ta thấy là gì, đèn reset sáng và sập xuống, có nghĩa là có đủ tín hiệu reset rồi. Đủ tín hiệu reset rồi thì chúng ta kiểm tra những cái khác xem là như nào thì không cần phải gắn ra. Đây tôi sẽ sử dụng cái thiết bị gọi là CPU. Cái này gọi là CPU tải giả các bạn nhé. Đây thiết bị gọi là CPU tải giả dùng để cho bên điện tử người ta test và sửa chữa men. Thì đối với người bình thường chúng ta cũng có thể rất là dễ dàng để sử dụng cái này thôi, các bạn chỉ cần là gì, kiểm tra cái này khá đơn giản mà. Không biết điện tử thì chúng ta nhớ, được chưa, chúng ta làm sao để nhớ các mã đo. Các bạn nhớ các mã đo để chúng ta biết được. Các bạn nhớ các mã đo là được rồi. Đây tôi để cái đồng hồ xuống nhé, để các bạn đo thử, các bạn thấy nhé. Các bạn thấy số không ạ? Thấy rồi đúng không? Đây tôi chỉnh đồng hồ về là gì? Chế độ là đo DC. Được chưa? Thế thì khi mà một cái máy, cái men đo để tôi kiểm tra xem men có chính xác hư không, nếu như mà tôi kiểm tra như này thì tôi phải đo các cái chỉ số. Đo các chỉ số về điện. Tôi đo các chỉ số về điện. Thì nguyên tắc là gì, điện áp ở trên men bo sẽ xuất hiện theo chiều từ bên gì, từ bên phải chạy từ nam chạy vòng ngược lại theo hình chữ U lên trên này, chạy lên trên này, từ phải qua trái, đó là nguyên tắc. Thì đầu tiên tôi kích nguồn lên, tôi kích nguồn lên, tôi thử. Các bạn thấy là gì, đèn reset của chúng ta bị treo đúng không? Sáng treo và thì không bố tốt đây, nó nhảy lên và nó không bố tốt đây. Thế thì bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta kiểm tra đo. Thì việc đo của chúng ta là đo những điện áp nào, thì đầu tiên chúng ta đo kiểm tra điện áp của RAM. Kiểm tra điện áp của RAM đối với đây là cái men này là RAM 2. Thì chúng ta đo đầu tiên là ở chân số 1 để chúng ta xem điện áp bớt. Xem điện áp bớt của men bo như thế nào thì chúng ta thấy có 0.9 V. Điện áp này bằng luôn luôn bằng 1/2 của RAM. Chúng ta đo tại chân 64. Chúng ta thấy điện áp của chúng ta có là 1.9, đúng không ạ? Chúng ta đo ở chân 120. Chúng ta thấy 3.3 V. Chúng ta đo ở chân 119. Chúng ta thấy 3.3 V. Các bạn chỉ cần biết chỉ số là được rồi. Rồi chúng ta đo ở chân số 238. Chúng ta thấy có 3.3 V. Như vậy là điện nguồn cấp cho điện ổn áp nguồn cho RAM đã đủ. Đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta đi kiểm tra đến điện áp khác. Đo chỉ số điện áp khác, đó là gì, chúng ta đo điện áp của chipset. Chúng ta thấy là gì, nuôi cho chip nam nó là 1.5 V, được chưa? Chúng ta đo điện áp của gì, của CPU, cấp cho chip bus và CPU, chúng ta thấy là gì ạ, ở đây có 1.2, đúng ra nó là 1.25 nhưng ở đây là 1.23 thì cũng được rồi, đúng chưa? Chúng ta đo đây, tại đây vị trí này này, vị trí này là chúng ta đo ở cái chân này, chúng ta được 1.2. chúng ta đo ở gì,
Ở chân của MOSFET này chúng ta thấy là gì, điện áp cấp cho CPU nó khoảng chừng 1.3, 1.2V là đủ. Như vậy các bạn test đến đây thì chúng ta bảo là gì, nếu chúng ta đo này thì chúng ta thấy là gì, cái men này chắc là không hư đâu, chắc không hư đâu, nhưng mà không phải đâu các bạn. Men bo nếu như mà xảy ra lỗi như BIOS này cũng có thể gì, cũng có thể là do, cũng dẫn đến hiện tượng là không bốt cốt, được chưa? Nối chip này cũng dẫn đến là gì, không bốt cốt, được chưa? Nối chip này cũng không dẫn đến bốt cốt, được chưa? Có là chip nam chip bắc nào dẫn đến hiện tượng đó. Rồi lỏng chân socket cũng không bốt cốt, nhưng mà ở đây tôi sẽ lo tiếp này. Trên CPU tải nã tôi lo, tôi thấy ở cái vị trí này ha, rồi là cái nguồn ấy là có 0.4V. Tôi đo tiếp. Thì tôi thấy 0.4V. Cái này tôi sẽ có một bài tôi nói về gì, về cái CPU tải giá cho các bạn nhé. Đây 1.5V là nguồn reset rồi. Xin lỗi, 1.2 ấy ạ. Rồi tôi đo tiếp này. Tôi thấy nguồn cấp cho CPU là 1.5, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà tôi đo ở bên dưới nữa thì tôi thấy là gì, nó mất điện áp, các bạn thấy không? Mất điện áp, nó báo. Thì cái này thực ra cái men này ở đây đang bị một cái bệnh. Nếu mà tôi làm tôi hiểu thì tôi đo ở đây là tôi biết ngay rồi là gì, men này hư rồi. Men này đang mất cái tín hiệu là gì? Là power reset. Đó là RST. Đó, thì lúc này tôi dùng công cụ tôi cũng kiểm tra được là do men hư. Và nhiêu đây là đủ rồi. Đối với một người kỹ thuật để kiểm tra máy tính, sửa máy tính, chúng ta chỉ cần kiểm tra làm sao để ra được cái bệnh này, biết được chính xác do cái men này, và chúng ta có quyền báo giá khách hàng là thay men hoặc là bất kỳ công việc khác tương tự, ví dụ thay men, sửa men hay gì đó, thì chúng ta có thể báo giá khách hàng rồi, đúng chưa? Còn việc sửa men hay không, sửa chi tiết như nào, các bạn không dành về điện tử, các bạn chuyển cho bộ phận điện tử người ta làm, đúng chưa? Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn là gì, đối với trường hợp máy không bốt cốt, được chưa? Máy không bốt cốt thì chúng ta kiểm tra làm sao để ra được cái bệnh của cái máy này, đúng không? Kiểm tra ra được cái bệnh của cái máy này là nguyên nhân chính xác là do anh nào, do men, do RAM hay là do CPU, thì đó là dùng, đầu tiên là dùng phương pháp loại suy, sau là dùng phương pháp và dùng công cụ để chúng ta đo, đúng không ạ? Như vậy là tôi đã nói xong. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi nói phân tích về cái phần lý thuyết cho các bạn thấy là tại sao lại như vậy, đúng không? Và tôi sẽ phân tích chậm lại về phần lý thuyết để các bạn nắm rõ hơn và tổng kết lại về rõ hơn để các bạn hiểu. Thế thì như nãy tôi có hướng dẫn các bạn về kiện việc mà kiểm tra cái máy tính, thì tôi bảo là gì, chúng ta kiểm tra máy mà khi mà không lên được màn hình đen chữ trắng, hay còn gọi là không lên được tiến trình bốt, thì chúng ta tuyệt đối không được gắn ổ cứng, đúng không ạ? Thế thì bây giờ tôi sẽ phân tích cho các bạn hiểu lý thuyết tại sao tôi lại nói điều này, và cái quá trình khởi động của cái máy tính thì thực chất là nó có bao nhiêu giai đoạn, đúng không ạ? Tại vì nếu chúng ta không hiểu, đa phần người dùng bây giờ người ta cứ nghĩ là gì, là quá trình khởi động của một cái máy tính là từ lúc mà gì, là nó phải làm sao từ lúc chúng ta nhấn nút nguồn cho đến khi nào máy nó vào Windows và chạy tất cả các ứng dụng bình thường, thì chủ người ta gọi đó là gì, là quá trình khởi động, ok. Nhưng mà thực chất về bản chất ở đây không phải như vậy các bạn, không phải như vậy, mà quá trình khởi động máy tính của chúng ta theo như người dùng người ta nói vừa xong, như tôi vừa nói vừa xong á, là gì, là nó phải trải qua tới 3 giai đoạn cơ chứ không phải một đâu, và quá trình khởi động thì nó chỉ có một cái tiến trình rất là ngắn mà thôi. Thế thì khi máy tính của chúng ta khởi động lên và đến khi người dùng sử dụng được tất cả mọi ứng dụng, tất cả mọi ứng dụng ở trên Windows á, thì nó sẽ chia ra làm những giai đoạn như sau. Đầu tiên đó là cái quá trình người ta gọi là quá trình boot, hay còn gọi là kỹ thuật còn gọi là tiến trình boot, tiến trình boot. Cái đây nó là cái quá trình này nó làm nhiệm vụ là gì ạ? Làm nhiệm vụ là kiểm tra, làm nhiệm vụ là kiểm tra tất cả mọi cái thiết bị nội vi, kiểm tra tất cả các thiết bị nội vi nằm bên trong cái thùng máy đó các bạn, nằm bên trong thùng máy xem là có vấn đề gì không, có tốt hay không, và nếu như nó kiểm tra xong tất cả mọi cái rồi
ok hết rồi, không bị gì cả, thì bắt đầu nó mới xuất ra màn hình, nó mới out tín hiệu xuất ra màn hình, nó mới out tín hiệu ra màn hình này. Thì khi nó out ra tín hiệu màn hình thì nó sẽ thể hiện được thông số của máy. Thì khi có cái tiếng kết thúc tiến trình boot nó bằng một cái tiếng kêu, đó là tiếng kêu beep của RAM. Thì hôm trước tôi nói trong quy trình kiểm tra chúng ta dùng thính giác để chúng ta nghe tiếng động của máy xem có gì lạ hay không. Thì nãy tôi có trong video tôi có nói rồi là gì, chúng ta để ý, chúng ta tôi rút RAM ra đó thì các bạn thấy có tiếng kêu beep 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 beep. Nhưng mà trong quá trình khởi động á, thì khi mà lên được màn hình thì nó sẽ có một cái tiếng kêu beep, là báo hiệu kết thúc quá trình boot thành công. Thì lúc này lập tức là có tín hiệu xuất ra màn hình. Đó, thì như vậy đấy là cái bước đầu tiên. Cái bước thứ hai, đây là bước 1 này, là boot này. Bước thứ hai đối với cái máy nó khởi động lên đó là gì? Là kiểm tra cái thiết bị lưu trữ, các thiết bị lưu trữ. Và nạp hệ điều hành. Thực ra thì ở đây chúng ta nói đúng hơn nó là gì? Tiến trình này gì? Nạp hệ điều hành mà lên. Thì tiến trình nạp hệ điều hành này kết thúc khi nào? Khi hệ điều hành Windows của chúng ta lốc được vào màn hình. Lốc được vào màn hình Windows á, thì là kết thúc quá trình nạp hệ điều hành này lên. Cái quá trình thứ ba. Quá trình thứ ba đó là gì ạ? Nhận diện các thiết bị ngoại vi nếu có trong Windows. Nhận diện các thiết bị ngoại vi trong Windows. Cho nên là khi chúng ta cài Windows xong, chúng ta cài Windows xong thì chúng ta có khái niệm là gì? Chúng ta phải cài trình điều khiển. Cài trình điều khiển, đúng không ạ? Hay còn gọi là driver. Thì trình điều khiển này gồm có là gì? Là của các màn hình, của các mạng, rồi là của gì? Của máy in gì đó, vân vân. Đó, thì cái quá trình này, và khi nó nhận diện hết tất cả những cái này rồi, sẽ trải qua ba bước này rồi, thì cái máy tính của chúng ta người dùng mới sử dụng bình thường được, mới sử dụng bình thường thao tác tất cả mọi cái được. Như vậy trong quá trình khởi động của máy tính chúng ta, khi bấm từ lúc bấm nguồn cho đến lúc mà gì ạ, mà khởi động lên màn hình sử dụng được bình thường, thì nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng chừng 1 đến 2 phút, đúng không ạ? Diễn ra trong vòng 1 đến 2 phút thì người dùng người ta cứ lầm tưởng là gì, là đây là toàn bộ quá trình khởi động của máy chỉ diễn ra trong vòng 1 đến 2 phút, nhưng không phải đâu ạ. Quá trình khởi động của máy, kiểm tra máy là boot setup, hay còn gọi là boot, thì cái này chỉ diễn ra trong vòng có mấy giây mà thôi, và kết thúc quá trình này là bằng gì? Là bằng một tiếng beep. Đó là gì, cái mà các bạn lưu ý. Thế nãy tôi bảo là gì, tại sao tôi lại bảo các bạn là tách ổ cứng ra để kiểm tra, để chúng ta phân loại. Thì việc đó có nghĩa là gì? Chúng ta phải chia nhỏ cái quá trình này ra để chúng ta kiểm tra cái máy tính của mình. Vậy khi máy tính mà không lên được màn hình boot, có nghĩa là không lên được màn hình đen chữ trắng, thì là do những nguyên nhân nào? Thì chúng ta phải đi tìm hiểu là vậy để quá trình boot thành công thì có những cái thiết bị gì tham gia vào đây. Thì để quá trình boot thành công thì chúng ta có những thiết bị như sau. Thứ nhất đó là mainboard. Thứ hai đó là RAM. Thứ ba đó là CPU. Và thứ tư đó là nguồn. Như vậy sau này nếu chúng ta làm việc mà chúng ta kiểm tra máy, thì chúng ta quan trọng nhất là gì? Nếu như máy tính không boot được, đúng không ạ? Để quá trình boot thành công thì cần phải có 4 thiết bị này, 4 thành phần này tham gia. Và 4 thành phần này phải là gì? Phải là ok. Có nghĩa là phải tốt thì quá trình boot mới diễn ra thành công. Vậy bây giờ một cái người sửa máy tính thì chúng ta luôn luôn phải có cái tư duy, tôi gọi là gì ạ? Tư duy ngược,
hay còn gọi là giải pháp gọi là công não ngược. Có nghĩa là để nó thành công thì nó cần có điều kiện ABC. Vậy nếu như nó không thành công thì một trong các điều kiện này hoặc có thể là nhiều hơn một trong các điều kiện này bị hư thì đều dẫn đến hiện tượng là gì? Là không lên bốt. Như vậy máy tính không lên màn hình bốt, các bạn cứ tập trung kiểm tra cho tôi memory, RAM, CPU và nguồn. Kiểm tra cho tôi bốn cái này, chắc chắn 100% nó sẽ xảy ra lỗi ở một trong bốn cái này, không có cái khác đâu các bạn ạ. Vậy chúng ta cứ tập trung vào đây chúng ta kiểm tra, tập trung vào đây kiểm tra. Thì việc tập trung kiểm tra những thiết bị này thì tôi sẽ có những cái video khác để tôi hướng dẫn các bạn cụ thể là kiểm tra men như thế nào, kiểm tra RAM như nào, kiểm tra CPU nào và kiểm tra nguồn nào. Công cụ thì chúng ta có, hôm trước tôi có làm một cái video để hướng dẫn các bạn là gì, sử dụng cái cạc test men đó các bạn. Chúng ta có thể phân biệt được là gì, là máy của chúng ta lỗi do cái gì, đúng không, lỗi do gì rất là nhanh đúng không ạ. Thì cái đó là một cái công cụ để giúp chúng ta loại suy có thể do men, RAM hay là CPU, nguồn gì đó, rất là nhanh các bạn. Đó, đấy là một trong những công cụ. Các bạn có thể tham khảo cái video đó. Rồi, thì các bạn lưu ý là gì, nếu như không xảy ra tiến trình bốt thì nó sẽ xảy ra một trong các nguyên nhân này, không cái nào khác. Cái này hoàn toàn đúng với tất cả các thiết bị của máy tính, kể cả là laptop, rồi PC desktop gì đó, rồi thiết bị di động, đó là smartphone, các thiết bị smartphone, điện thoại nó cũng nhiều đó rồi các bạn, không có sai đâu, các bạn cứ để ý thông tin mà xem, không sai đâu. Đó thì cái quá trình bốt nó phải diễn ra là còn cái này thành công, và nếu như nó không thành công thì nguyên nhân nó sẽ xảy ra này. Như vậy có liên quan đến ổ cứng không các bạn? Không, không hề liên quan ổ cứng nhé. Không liên quan ổ cứng. Vậy khi không liên quan ổ cứng thì chúng ta đâu cần phải cắm ổ cứng vào làm chi? Để cho rủi ro, đúng không? Chúng ta tách ngay ổ cứng ra. Để đảm bảo được cái vấn đề đầu tiên đó là gì? An toàn tuyệt đối về dữ liệu của khách hàng, đúng không? Giảm rủi ro. Đó. Rồi khi máy mà lên được màn hình bốt rồi, chúng ta mới tiến hành gì? Cắm ổ cứng, đúng không? Đó. Khi máy mà lên được bốt rồi thì chúng ta mới tiến hành cấp điện cho ổ cứng để kiểm tra xem là gì, máy có lên được hệ điều hành Windows hay không. Vậy khi máy mà gì, chúng ta đã cấp điện vào rồi mà máy không khởi động được, không vào Windows được, đúng không? Quá trình làm tôi bôi chỗ này thì tôi ghi lại nhé cho các bạn. Cho nó gần lên đây. Bước 2 đó là quá trình làm Windows. Đây là quá trình làm Windows này để nó thành công, đúng không? Thì cần có những cái gì? Thì thứ nhất là chúng ta cần phải có một, đó là gì? Máy phải nhận được ổ cứng. HDD. Được chưa? Máy phải nhận diện được cái này. Vậy để kiểm tra máy nhận diện được cái này không thì các bạn nãy có rồi đúng không? Nói rồi đúng không? Cái thứ hai là gì? Trong HDD phải có gì? Hệ điều hành. Được cài vào phân vùng hay còn gọi là partition. Primary key. Có nghĩa là phân vùng chính đó các bạn. Và phân vùng này phải được active. Phải được active. Phải được active. Đó, nếu như mà hệ điều hành có cài được vào trong cái máy này rồi nhưng mà cài vào một cái phân vùng không phải phân vùng primary key, và phân vùng primary key này không được active thì cái máy của chúng ta cũng sẽ xảy ra hiện tượng là gì? Không lên được, không lên được Win, không nạp được Win đâu các bạn. Và nó cũng xảy ra hiện tượng là máy không vào Win. Đó, các bạn lưu ý nha. Đó là gì? Điều kiện để cho máy nạp được Windows thì cần phải có như thế này. Được chưa? Thế thì trường hợp ở đây tôi nói là gì? Máy phải nhận diện được ổ cứng. Được chưa? Như vậy để kiểm tra máy nhận diện được ổ cứng hay không thì nãy tôi có nói rồi. Và
Vậy trường hợp nếu không nhận diện thì nó có bao nhiêu nguyên nhân, đúng không? Vậy thì chúng ta nói ở đây, trường hợp nếu không nhận thì có bao nhiêu nguyên nhân, đúng không? Vậy thì chúng ta cũng làm bình thường thôi. Để nhận được bình thường thì cần là có gì? Có ổ cứng, ok, đúng không? Ổ cứng phải ok đã. Một là HDD phải ok, được chưa? HDD nó phải tốt đấy. Hai là các tín hiệu đó là gì, gồm có là gì, các nguồn và các data, đúng không? Phải ok. Cái thứ ba là member phải ok, đó là member phải hoạt động bình thường thì nó mới nhận được ổ cứng. Như vậy nếu như mà chúng ta gặp tình huống là máy khởi động lên mode thành công mà không vào được Windows, chúng ta vào BIOS chúng ta kiểm tra thấy máy không nhận diện ổ cứng, vậy chúng ta đi tập trung kiểm tra mấy cái, 1, 2 và 3, đúng không ạ? Đó là cái mà chúng ta lưu ý. Chúng ta cứ tập trung kiểm tra 1, 2, 3 này. Nếu như trường hợp mà nó đã nhận được ổ cứng rồi mà nó vẫn không vào được Windows thì chúng ta bắt đầu mới đi kiểm tra gì, kiểm tra xem hệ điều hành có hay không, hệ điều hành có hay không, có được cài vào cái ổ cứng này chưa, có được cài đúng vào cái partition là Raspberry và được active ổ chưa, thì đó là gì, cái tư duy để chúng ta kiểm tra cái máy tính của mình, đúng không ạ? Để kiểm tra máy tính của mình đó. Trường hợp lỗi nữa thì chắc chắn là gì, chúng ta cài Windows bị lỗi. Nhưng mà Windows mà cài bị lỗi nó cũng phải quá trình nạp lên. Ví dụ như nãy là các bạn thấy là gì, là máy chúng ta nhận ổ cứng nhưng mà khởi động lên Windows cái là gì, reset, khởi động lên Windows reset thì đó là gì, là đã có hệ điều hành cài đúng, nhận diện được tất cả rồi, nhưng vấn đề là gì, là không vào Windows thì cái phạm trù đấy nó lại nằm ở một cái việc khác các bạn đó. Phạm trù nó nằm ở một việc khác đó. Thế thì khi máy đã nhận diện được rồi, lên được rồi và làm được hết tất cả mọi tiến trình, vào được hệ điều hành rồi thì nó sẽ làm đến cái bước thứ ba, đó là gì, đi nhận diện các thiết bị ngoại vi và trình điều khiển driver của các thiết bị ngoại vi. Thì đến đây lỗi ở đâu chúng ta xử lý ở đấy, lỗi ở đâu chúng ta xử lý ở đấy. Thì ở đây tôi đã hướng dẫn các bạn xong các quá trình thực hành kiểm tra một cái máy tính, xem là hư hỏng ở đâu và xảy ra quá trình lỗi ở tiến trình nào. Và tôi đã phân tích cho bạn lý thuyết về cái việc là gì xảy ra lỗi và cái cách để chúng ta kiểm tra lỗi. Chúc các bạn thành công. Trường hợp các bạn mà gì xem video mà không hiểu, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua cái thông tin ở trên cái channel là hkb.vn hoặc website excel.com.vn hoặc hkb.vn, hoặc có thể là gì, chúng ta gửi mail cho tôi để tôi có thể hỗ trợ được các bạn. Rồi, chào các bạn.